Chào mừng các bạn đến với tiết học tiếng Việt lớp 2, sách Trên trời sáng tạo của tuần 2. Cô rất vui khi được gặp lại các bạn. Cùng cô chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 1, ngồi học đúng tư thế và ở nơi có đầy đủ ánh sáng nhé. Để tiết học hôm nay bắt đầu thật phấn khởi, cô mời các bạn cùng xem video này nhé. Sau khi đã xem xong video, các bạn giúp cô trả lời những câu hỏi này nhé. Trong bài hát, nhắc đến thứ mấy vậy các bạn? Các bạn trả lời rất chính xác. Trong bài hát, nhắc đến các thứ trong tuần, từ thứ hai cho đến chủ nhật. Vậy làm thế nào để biết hôm nay là thứ mấy ạ? Để biết hôm nay là thứ mấy, chúng ta cùng xem lịch nhé. Trên màn hình, cô có tờ lịch mẫu. Các bạn hãy quan sát và đọc nội dung trên tờ lịch đi nào. Bây giờ, cô sẽ phân tích nội dung có trên tờ lịch ạ. Tháng dương lịch là tháng 9. Số 2010 là chỉ năm nay đấy các em ạ. 25 chính là ngày dương lịch. Thứ bảy chính là các thứ trong tuần. Còn ngày 19 và tháng 8 chính là ngày và tháng âm lịch đấy. Như vậy, các bạn đều đã nắm rõ nội dung có trên tờ lịch. Vậy theo các bạn, chúng ta cần lịch để làm gì? À, đó chính là chúng ta cần lịch để xem thứ, ngày, tháng âm lịch và dương lịch đấy các em ạ. À, qua đây, chúng ta thấy được tờ lịch có rất nhiều lợi ích đúng không nào? Nhìn vào tờ lịch, chúng ta có thể biết được các việc mình đã làm hay chưa làm của ngày hôm qua, hiểu được thời gian đã trôi đi thì không bao giờ trở lại. Vì thế, mình phải biết quý trọng thời gian để một ngày trôi qua không trở nên vô nghĩa, thì mọi người, mọi vật đều cố gắng làm việc hàng ngày. Để xem sự cố gắng đó như thế nào, thì hôm nay cùng đến với bài đọc Ngày hôm qua đâu rồi với cô nhé. Bài 3, Ngày hôm qua đâu rồi, tiết 1, 2, sách giáo khoa trang 18 và 19. Hoạt động 1, chúng ta cùng đến với phần luyện đọc thành tiếng. Khi lắng nghe cô đọc, các bạn hãy làm theo hướng dẫn của bạn Thỏ trên màn hình nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười. Ngày hôm qua ở lại, trân cành hoa trong vườn. Nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại, trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn. Ở bài này, cô thấy có một số từ khó phát âm. Khi đọc, các bạn thường phát âm chưa chính xác. Các bạn cùng cô tìm các từ đó và gạch chân lại nhé. Cùng cô đọc các từ đã gạch chân nào. Ngoài sân, xoa đầu, tỏa hương, gặt hái, ước mong. Hãy đọc lại một lần nữa nhé. Ngoài sân, xoa đầu, tỏa hương, gặt hái, ước mong. Hoạt động tiếp theo chính là chia đoạn cho bài đọc này. Theo các bạn, thì
Thì bài đọc này có thể chia ra thành bao nhiêu đoạn hả? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Bài này được chia ra làm 4 đoạn. Đoạn 1 từ em cầm tờ lịch cũ cho đến xoa đầu em bố cười. Đoạn 2 từ ngày hôm qua ở lại cho đến đợi đến ngày tỏa hương. Đoạn 3 từ ngày hôm qua ở lại cho đến chín vàng màu ước mong. Đoạn 4 là đoạn còn lại. Cùng lắng nghe và đọc theo từng đoạn nhé. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười. Các bạn đọc lại đoạn 1 nhé. Cùng đọc đoạn 2 nào. Ngày hôm qua ở lại, trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi. Đợi đến ngày tỏa hương. Các bạn đọc lại đoạn 2 nhé. Sang đọc đoạn 3 nào. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Các bạn tự đọc lại đoạn 3 nào. Đọc đoạn cuối cùng nhé. Ngày hôm qua ở lại, trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn. Các bạn tự đọc lại đoạn 4 đi nào. À, cô thấy các bạn đã tự luyện đọc nối tiếp đoạn rất giỏi. Cô khen các bạn. Từ đầu đến giờ, cô thấy các bạn đã đọc đoạn rất to và rõ. Bây giờ, cùng cô đọc to toàn bài nào. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười. Ngày hôm qua ở lại, trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại, trong vở hồng của con học hành chăm chỉ, là ngày qua vẫn còn. Đọc to toàn bài một lần nữa nào. Cô khen các bạn vì đã đọc rất trôi chảy và to rõ. Đến phần 2, luyện đọc hiểu nào. Bây giờ chúng ta cùng đến phần giải nghĩa các từ khó trong bài đọc này nhé. Đó chính là các từ tỏa hương, gặt hái, ước mong đấy các em ạ. À. Từ tỏa hương có nghĩa là mùi hương bay xa, lan rộng. Từ gặt hái trong bài này có nghĩa là thu hoạch. Từ ước mong trong bài này có nghĩa là mong muốn, ao ước trong tương lai đấy các em ạ. À. Để hiểu được nội dung bài đọc này, chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi tìm hiểu bài nhé. Ở câu 1, các bạn đọc to câu hỏi nhé. Câu 1, bạn nhỏ hỏi bố điều gì? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Rất chính xác, ở tựa đề của bài đã có câu trả lời. Bạn nhỏ hỏi bố, ngày hôm qua đâu rồi? Cùng cô đọc to câu 2 nào. Câu 2, theo bố, ngày hôm qua ở lại những nơi nào? Các bạn quan sát tranh trên màn hình và trả lời câu hỏi nhé. Ngày hôm qua ở lại trên cành hoa trong vườn, trong hạt lúa mẹ trồng và trong vỏ hồng của con. Câu 3,
ngày hôm qua của em ở lại những đâu ấy nhỉ các bạn? Qua các bức ảnh trên màn hình, chúng ta thấy được ngày hôm qua của em ở lại trên quả bóng, trong vỏ hồng và trên sân chơi đấy các em ạ. Qua nội dung bài đọc và câu hỏi tìm hiểu bài, chúng ta hiểu được cần làm những việc có ích để không lãng phí thời gian đấy các em. Theo các bạn, mình cần phải làm gì để không lãng phí thời gian đấy nhỉ? À, để không lãng phí thời gian thì các bạn cần dành thời gian để làm việc có ích như chăm chỉ học tập, phụ giúp ba mẹ nhé các bạn. Cùng đến với phần 3, luyện đọc lại nhé. Hãy cùng cô đọc to toàn bài lần nữa với giọng đọc vui vẻ và ân cần nào. Ngày hôm qua đâu rồi? Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười. Ngày hôm qua ở lại, trên cành hoa trong vườn, nụ hồng lớn lên mãi, đợi đến ngày tỏa hương. Ngày hôm qua ở lại, trong hạt lúa mẹ trồng, cánh đồng chờ gặt hái, chín vàng màu ước mong. Ngày hôm qua ở lại, trong vỏ hồng của con học hành chăm chỉ là ngày qua vẫn còn. Nào, đọc to lại một lần nữa nhé. Wow, các bạn đã đọc rất giỏi rồi đấy ạ. À. Cô có lời khen dành cho các bạn. Bài học hôm nay đã kết thúc. Cô cảm ơn các bạn vì đã rất chăm ngoan tham gia học trực tuyến. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở tiết học sau nhé.